Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái món đồ ngon bổ rẻ. Đây là Kenwood K531, nhưng đợt này thì Bách chỉ mua cái máy của nó thôi chứ không mua bộ loa. Tại vì bộ loa Bách thấy nó khá đơn giản và nó không có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt trên bộ K531 thì nó nằm hết ở bên trên này rồi. Kích thước nhỏ gọn và khá là tinh tế nha. Ở bên trên này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là âm ly này, và nó có những cái nguồn đầu vào như là đĩa CD. Các anh có thể khai thác đĩa CD từ đây. Tuy là một cái sản phẩm giá bình dân nhưng mà cái bộ cơ của nó chạy khá là đồng. Bên trên thì mình sẽ có cổng hỗ trợ kết nối USB và iPod. Có cả luôn Bluetooth luôn nha các anh. Và ở phía sau thì chúng ta sẽ có luôn cả cổng optical in. Các anh có thể khai thác trực tiếp nhạc số trên Smart TV qua cái đường cáp quang này. Ở đây thì mình sẽ có một cái remote. Bên trên remote thì ngoài những cái tính năng như bật tắt nguồn, hẹn giờ tắt, rồi đóng mở khay đĩa, những cái tính năng cơ bản thì chúng ta còn có thể chỉnh bass chép ở bên trên này nữa nha. Rất là thuận tiện, và hầu như những cái tính năng chúng ta cần cho một cái thiết bị khuếch đại và nguồn phát thì nó đều có đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì mức giá của nó rất là rẻ các anh, chỉ có 3 triệu thôi. Và rõ ràng á, nếu như các anh muốn so sánh về chất lượng âm thanh với những cái sản phẩm rời như thế này thì khuyên các anh là chúng ta đừng nên so sánh ha. Nó chỉ đạt ở một cái mức độ tương đối thôi. Tại vì về cơ bản những cái đồ rời á, một con âm ly như thế này, như con này là 8 triệu rưỡi thì mình phải có thêm một cái âm ly, một nguồn phát lăn quanh đâu đó 20 triệu, thì nó gấp khoảng 7 lần cái thiết bị này, thì không thể nào mà chúng ta có thể so sánh về chất lượng so với một cái mức giá nó chênh lệch quá nhiều như vậy. Nhưng đối với một cái sản phẩm ở có mức giá về tình trạng thì các anh có thể quan sát tỉ mỉ hơn. Ở đây chúng ta sẽ có remote, và đương nhiên là remote zin theo đúng đời máy rồi, hoạt động đầy đủ và bình thường hết tất cả mọi chức năng nha các anh. Phía trước là phần gương mặt, tất cả những tính năng này Bách đã thử và kiểm tra rất là kỹ rồi. Máy sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 3 tháng, cho nên là các anh không có cần phải lo về cái vấn đề hoạt động của nó. Chúng ta sẽ có một cái nút chỉnh âm lượng ở đây và một cái hàng nút bấm ở bên trên này, nhưng trên thực tế thì trên remote nó có hết rồi nha. Ở phần bên hông này các anh, cái sản phẩm này nó sẽ có hai phiên bản màu là màu bạc như các anh đang thấy và màu đen này nha. Nhưng mà Bách chỉ mua được một con màu bạc thôi. Rồi, chúng ta sẽ lấy đĩa ra, sau đó tắt nguồn và quan sát luôn về phần mặt sau. CD này các anh, USB và iPod thì lúc nãy mình có đề cập rồi ha. Ở đây là Bluetooth này. Và đến với phần mặt sau, chúng ta sẽ có một cái cổng optical in ở đây. Rồi, con này được sản xuất vào năm 2012, còn khá là mới nha các anh. Và nó được lắp ráp tại, để xem, được lắp ráp tại Malaysia nha. Số series của chúng ta sẽ là C0363. Nó có hỗ trợ cho chúng ta sử dụng AM/FM nữa, tuy nhiên thì cái này Bách mua về nó không có AM/FM đi kèm. Nếu như là muốn sử dụng và khai thác tính năng này thì các anh có thể bổ sung thêm nha. Rồi, có rất nhiều anh sẽ thắc mắc là nó nhỏ như thế này, nó có thể đáp ứng được cho những cái mẫu loa nào. Thì ở đây Bách có thử nghiệm với một cái dòng loa khá là khó tính. Đây là Fortex G1302, và trước đây thì Bách cũng đã sử dụng thử với cặp Bnduc 683 rồi. Đó là một cái mẫu loa cột 4 loa 3 đường tiếng anh, nhưng mà cái Kenwood này nó vẫn đánh khá là ok. Thì những cái mẫu loa bupseo mà nhỏ nhỏ đường kính bass khoảng 20 hoặc là 15 chẳng hạn thì các anh có thể khai thác rất là tuyệt vời ha. Rồi, nếu các anh có thêm những cái thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, các anh vui lòng gọi trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ. Vào thời gian này thì cũng rất là mong các anh thông cảm, tại vì do là cái cổ họng của Bách nó đang đau, nó bị đớt đớt á, cho nên là Bách không chia sẻ quá nhiều về những cái sản phẩm này được. Thì trước đây Bách cũng đã có chia sẻ rồi, nếu quan tâm thì các anh có thể tìm xem lại các video trước nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.